Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách đuổi muỗi rất là hiệu quả nha. Các bạn có thể áp dụng theo cách này để mà làm nha. Đây là một cái cách đuổi muỗi rất là hay. Các bạn sẽ sử dụng một ít dầu gió nè các bạn. Đây là dầu gió xanh ha. Đó. Rồi, các bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái một tờ giấy. Đây là giấy giấy xúc ha, giấy chùa miệng đó. Hoặc là giấy xúc cũng được. Đó, miễn là nó là giấy mềm thôi. Rồi, các bạn sẽ xếp đôi lại như vậy. Rồi, các bạn sẽ xếp lại thêm một lần nữa ha. Sau khi bạn xếp lại như vậy thì các bạn sẽ cho một ít dầu vào đây ha. Các bạn sẽ bỏ dầu vào đây cho nó thấm vào trong đây. Đó, dầu nó sẽ thấm vào trong đây nha các bạn nha. Rồi. Sau khi nó thấm như vậy á các bạn thì các bạn sẽ đem để lên trên cái này ha. Rồi, thì các bạn sẽ nhét cái này, cái giấy này đã có tẩm mùi dầu các bạn. Các bạn sẽ nhét vào bên trong đây ha. Bên trên cái lồng quạt này. Đó, ngay chỗ cái tay nắm á các bạn. Đó, các bạn nhét như vậy ha. Đó, nó sẽ không có gớp được nha các bạn và nó sẽ không có bị cuốn vô trong cái lồng quạt đâu nha. Rồi, như vậy là xong thì các bạn sẽ bật quạt lên. Đó. Thì các bạn thấy đó, nếu mà các bạn làm theo cách này á thì cái mùi dầu á nó sẽ lan tỏa bên khắp cả phòng khi mà quạt á nó thổi và nó hút ha. Nó hút mùi dầu đó, nó sẽ bay qua bay lại bên trong cái phòng của mình. Thì khi mà muỗi á nó nghe được cái mùi dầu này thì nó sẽ không dám tới gần hoặc là sẽ không dám bay vào bên trong cái phòng nữa nha các bạn nha. Đây chính là một cách đuổi muỗi rất là hay luôn. Thì nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay bổ ích á thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.